do you fancy. Đằng sau chữ fancy của chúng ta là động từ thêm ing cho nên đây là chatting. Câu số 2 đằng sau my là động từ thêm ing cho nên ở đây là doing. Câu số 36 to sẽ cộng một động từ nguyên mẫu là to play thôi. To play. Sang câu 37, một con sư tử thì chạy nhanh hơn một con ngựa. Vậy thì chúng ta viết so sánh hơn. Nha, viết so sánh hơn của trạng từ fox, a lion. À, con sư tử là số ít cho nên từ run của chúng ta phải đem sờ vô, và fast là trạng từ ngắn chúng ta thêm er vô và thêm dan vô. A horse, a lion run faster than a horse. Rồi câu số 38 là gì? Mai thích làm đồ nghề thủ công, vậy mai enjoy thêm sờ bởi vì mai là chủ của số ít, và đằng sau enjoy động từ thêm ing đó là making craft. Câu 39, nhóm dân tộc nào ở Việt Nam có số dân đông nhất? Chúng ta viết như sau. Which ethnic group in Vietnam? Which ethnic group in Vietnam has the largest population? Which ethnic group in Vietnam has the largest population? Câu 40, đừng có quên khóa cửa trước khi đi ngủ. Vậy sẽ là gì? Don đứng đầu câu nè, forget nè, nhiệm vụ bổn phận sẽ là to lock nè, the door before going to bed. Và bài dưới Vietnam me children, đằng sau từ must rất là dễ, đằng sau must các bạn phải xài nguyên mẫu, chúng ta chọn where. Câu số 2 đằng sau ought to động từ nguyên mẫu luôn, chúng ta chọn get. Câu số 3 nhá, Saturday, last Saturday là quá khứ đơn rồi, chúng ta xài động từ cột 2 là, và ở quá khứ đơn là câu phủ định đó, thì xài didn't see. Tiếp theo sông nên thì sông nên bắt nguồn ở Bắc Phi đúng không? Thì ở đây á, sông nên là chủ số S, star phải thêm sờ vô. Ở đây hiện tại đơn. Tôi e là học sinh trẻ em sẽ cắt vào cái mảnh thủy tinh bể đó bị cắt tác phẩm chính họ, đây là đại từ phản thân đúng không nào, children thì chúng ta xài đâm sale thôi. Câu số 6, chúng ta hãy bỏ cái bàn ở giữa căn phòng. Ở giữa căn phòng chúng ta có từ in the middle. Câu 7, Susan được sinh ra vào ngày 3 tháng 3 năm 2009, ở đây có ngày có tháng, chúng ta nhớ xài on. Peter và Davis sẽ đi câu cá. Ở đây là tương lai gần của chúng ta, đó là I'm going to go. Câu 9, he is 16, anh ấy 16 tuổi nha. Đó là sai luật để mà mua rượu mà không có sự quan sát cho phép, có sự giám sát của bố mẹ. Ở đây là do đó chúng ta phải chọn từ do đó. Một cái lều có thể được pull down một cách dễ dàng và vận chuyển nha. Một cái tent thì có thể được dỡ và vận chuyển dễ hơn một cái girl. Ở đây cái từ dễ, easily, chúng ta xài easily hay là easy. Ok, can be chúng ta có động từ to be rồi, chúng ta xài tính từ, chúng ta xài tính từ chứ không xài trạng từ. Đó là easier. Rồi câu số phải câu này sai rồi, sorry, câu 10 phải là gì? Cái từ của chúng ta ở đây là câu bị động và cái động từ thường của chúng ta là pull. Thế trong câu này phải xài trạng từ easily nha, và so sánh hơn của nó là more easily. Rồi câu 11 này, bây giờ đang có tuyết và bạn có muốn đi trượt tuyết vào thứ bảy không và chủ nhật không? Thì đằng woodline, đằng sau woodline là một true infinity cho nên đây sẽ là true go skiing. Câu 12, ngày nay mọi người trong làng của tôi sử dụng cái máy gặt lúa để mà thu hoạch lúa, thu hoạch là từ harvest. Tiếp theo, ba làm việc lười hơn, học hành lười hơn vì vậy anh ta đạt điểm thấp hơn Tuấn. Lười hơn thì cái từ lười của chúng ta phải là trạng từ, bởi vì work là động từ thường, trạng từ là lazily và so sánh hơn là more lazily. Câu 14, trong thời gian rảnh của anh ấy nha, trong thời gian rảnh thì em trai tôi rất là thích xếp hình và chụp hình. Bây giờ đằng sau khi on là một động từ thêm in. Ok, cái nào thêm in rồi. Và xếp hình thì các bạn phải xài cái động từ do, đó là doing nha.
Rồi sang cái bài từ lỗi sai này, thanh thiếu niên thất đằng sau cái từ fancy thì chúng ta phải xài chủ phải verb in trong trường hợp nó sai. Người cân có dân số, nhà có số dân đông nhất chiếm khoảng 86%, ở đây phải là the last dịch. Rồi xuống bài dưới là cái bài viết lại câu mà nghĩa không đổi này, người ta dựa vào động từ người ta cho này. Bạn có quan tâm việc mà tụ tập bạn bè, bạn có thích tụ tập bạn bè ngày cuối tuần không, thì nó sẽ bằng với câu cái từ mà be interested in, nó sẽ bằng với câu fancy. Do you fancy hanging out, hanging out with friends at weekend. Đó. Câu số 2, Dương rất là bận rộn, tuy nhiên anh ta dành cả ngày ở lễ hội Lim. Vậy là mặc dù Dương bận rộn, cái từ on đâu có nghĩa là mặc dù Dương rất là very busy, nhưng mà anh ta vẫn dành thời gian cả ngày ở Lim Festival. Câu số 3, xe buýt chạy 15 phút một chuyến, xe tàu hỏa thì 30 phút một chuyến. Vậy thì xe buýt chạy sao? Chạy every. Câu này làm sao nhỉ? The bus run mức độ thường xuyên đúng không? Cái mức độ thường xuyên của chúng ta là cái từ gì ha? Xe buýt sẽ là more often hơn. More often than the train. Mai mua nhiều sách vì cô ấy thích đọc. Mai thích đọc sách. Vậy vì thế cô ấy mua many books. Rồi, ok.